Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Nữ Nhi là kẻ thù đời trước của tác giả Mộ Tử. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 37, mẫu thân cương trực sợ nữ nhi đeo bám. Nguyễn Thị không hài lòng nhìn con bé, tiến lên đoạt lấy roi mây trong tay của Châu Ca, đưa tới trước mặt nữ nhi, nói: "Thế đây là cái gì? Đây là roi của ca ca à? Là ca ca làm rồi lấy ra cho con xem." Hứa Quân Dao trả lời dứt khoát, lợi dụng lúc Nguyễn Thị không chú ý nhanh chóng ném cho Châu Ca một cái nhìn cảnh cáo. Châu Ca nuốt nuốt nước bọt, muốn nói lại thôi, sau cùng thằng bé vẫn bất chấp khó khăn đón lấy ánh mắt dò hỏi của mẫu thân, gật đầu nói. Là của con ạ. À? Nhưng cách thắt nút này rõ ràng là của muội muội con mà. Nguyễn Thị không tin nói. Nhìn kiểu thắt nút dây thường này rõ ràng là kiểu mà tiểu nha đầu hay thắt con học theo muội muội đấy à, buộc như muội ấy mới chặt, không bị tuột ra. Châu ca nói lưu loát như nước chảy mây trôi, có thể thấy thằng bé đã khá thành thạo với việc giúp muội muội gánh lối. Đương nhiên, châu ca cũng không gánh không công, thằng bé muốn ăn hay muốn mua cái gì đều có thể mượn danh nghĩa muội muội để đi tìm phụ thân, cách này 10 phần thì có 8, 9 phần thành công. Thậm chí khi thằng bé gây chuyện, có thể nhờ muội muội giúp mình giải quyết phụ thân. Nói chung, muội giúp huynh ứng phó phụ thân, huynh sẽ giúp muội ứng phó mẫu thân, hợp tác giữa hai huynh muội còn khá là vui vẻ. Tuy Nguyễn Thị vẫn hoài nghi, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng ưỡn ngực dám làm dám chịu của nhi tử và khuôn mặt vô tội của nữ nhi, cuối cùng vẫn miên cưỡng chấp nhận lý do thoái thác của Châu Ca, nhưng nàng vẫn không yên tâm mà nhắc nhở nữ nhi. Con không được phép chơi với roi nữa, Lỡ như làm người khác bị thương hoặc tự làm mình bị thương thì sao, cái đó không phải thứ để mang ra đùa giỡn đâu. Xét đến cùng Nguyễn Thị vẫn bị ám ảnh bởi cảnh tượng năm đó khi tiểu nha đầu cầm con rắn chết làm roi, đuổi đánh đám trẻ con, mỗi khi nhớ lại chuyện này đầu nàng đều tê dại. Ngày tháng trước, lúc nàng phát hiện nữ nhi ở trong vườn cầm roi, vung, vun vút, trong khoảnh khắc ấy nàng suýt nữa đã ngất xỉu nhưng rồi vẫn gắng gượng quan sát lúc này nàng mới phát hiện nữ nhi lấy cây mây buộc thành roi biết con bé không làm đồ gì dọa người khác nàng mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút nhưng cho dù là như vậy nàng vẫn không cho phép tiểu nha đầu tiếp tục nghịch những thứ kia còn hứa quân giao sau khi cầm con rắn chết đánh chung người và phát hiện ra chỗ tốt của cây roi nó vừa dẻo vừa dài có thể giúp người cầm roi tấn công ở một phạm vi rộng lớn hơn nữa nó nhỏ mềm và dẻo người bị đánh chúng sẽ đau không tả nổi dùng tốt hơn nắm đấm nhiều thậm chí nếu người dùng vung nhanh mạnh và chuẩn xác thì đối phương hoàn toàn không có sức để đánh trả cho dù đối phương có bản lĩnh bắt được roi thì tay hắn cũng sẽ phải nếm luôn roi đấy dù rơi vào kết cục bi thảm nhưng người dùng roi vẫn có thể đạt được mục đích dù có chết ta cũng phải khiến người đau đớn chỉ tiếc bao phu nhân không thể hiểu được suy nghĩ của nàng rồi còn liên tục tịch thu ba cái roi mà nàng tự tay làm hôm nay e rằng cái roi này cuối cùng cũng sẽ bị tịch thu như vậy tính ra cũng được bốn cái rồi nàng đang than thở thì nghe lời nhắc nhở của nguyễn thị vẫn mềm mại trả lời vâng à con biết rồi nguyễn thị xoay người đối mặt với nhi tử nghiêm túc nói vì châu ca cũng không nghe lời nên ta phạt con trong một tháng không được ăn điểm tâm cũng không được ra ngoài chơi Hả? Châu mở to hai mắt. Không muốn đâu, nương đừng xung động, con xin lỗi mà, ơ nương ơi. Hắn khóc không ra nước mắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nguyễn Thị đi ngày càng xa. Nguyễn Thị đi rất nhanh, cũng không nghe thấy lời đối thoại phía sau của hai huynh đệ bọn họ. Đều tài muội không cẩn thận đấy, sao lại để nương bắt được chứ? Châu ca phàn nàn. Muội cũng có muốn thế đâu muội đã chạy hẳn ra bên ngoài để vung rồi mà vẫn bị nương bắt được muội cũng hết cách để tránh mặt bao phu nhân nàng đã phải chạy ra ngoài viện của tam phòng để luyện tập ai mà biết mới được mấy ngày đã bị nàng ấy bắt ngay tại trận ta mặc kệ lần này ta phải chịu tổn thất lớn muội phải bồi thường cho ta châu ca tức tối trừng mắt với muội muội đang tỏ ra vô tội hứa quân giao xoa cầm suy nghĩ với bản tính tham ăn như mèo của tiểu đường đại nhân phạt thằng bé trong một tháng không được ăn điểm tâm quả thực là một thiệt hại nặng nề nghĩ như vậy nàng bèn hỏi vậy huynh muốn bồi thường thế nào châu ca mắt sáng lên mong chờ nói ta muốn một con người gỗ dùng để luyện quyền như hưng ca ta còn muốn có một con ngựa màu trắng có thể cưỡi nó chạy thật như bay yêu cầu này khó làm phép đấy nha hứa quân giao gãi gãi đầu thì ta biết khó làm nên mới muốn muội nói với phụ thân châu ca nói một cách hiển nhiên nếu không phải thấy khó làm hắn đã lấy danh nghĩa của muội muội đi tìm phụ thân rồi làm gì đợi đến bây giờ mới nói hứa quân giao nghĩ cũng thấy đúng vì thế thẳng thắn đồng ý được muội đi muội đi hai huynh muội cùng lúc giơ tay lên hai tay đập vào nhau chát một cái biểu thị hợp tác đã được ký kết lúc này trong phủ của trấn viễn tướng quân vân thị cảm thấy khó hiểu khi trong lòng nàng luôn có một dự cảm không tốt về thằng bé năm đó đã chất vấn phu quân mình nhưng nàng nhìn ra được đỗ thành trung không hề nói dối nàng khi nói rằng hắn không biết đứa trẻ đó là ai nàng nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng nảy ra một ý trước tiên nàng cho người đi nghe ngóng chỗ ở của thằng bé sau đó lại để xảo nhi thị nữ thân tín của nàng đưa thuốc đến xem có thể thăm dò được lai lịch của đứa trẻ hay không hôm đó đúng lúc hạ nương tử ở nhà nghe thấy có người gõ cổng nàng vội vã lau đôi tay ướt sũng lên tạp dề quấn quanh eo nói một câu đến đây rồi đi ra mở cổng sau khi mở cổng nàng thấy người đến là thị nữ của một gia đình phô quý mà mình chẳng hề quen biết nữ tử này nhìn trông không giống người của kỳ phủ cũng không giống người của phủ đường đại nhân hạ nương tử lưỡng lự hỏi cô nương là là hạ nương tử sao ta là xảo nhi của phủ trấn viễn tướng quân, mấy ngày trước công tử nhà ta và lệnh lang có chút hiểu lầm, nên mới lỡ tay làm tổn thương lệnh lang, tướng quân và phu nhân nhà ta ái náy không thôi, hôm nay đặc biệt để ta mang thuốc đến thăm. Lệnh lang, hạ nương tử ngây ra, chợt hiểu ra có lẽ đối phương đã hiểu lầm quan hệ của châu ca và mình. Chỉ có điều nàng cũng không định giải thích gì cả. Sau khi nghe đối phương nói xong, Nàng mới biết hóa ra người hôm đó đánh Hạ Thiệu Đình bị thương là công tử của phủ trấn Viễn tướng quân. Tuy nhiên, nàng không hề biết công tử nhà đó còn bị thương nặng hơn Hạ Thiệu Đình, nàng chỉ biết rằng thằng cháu nhà mình trước giờ vẫn luôn hiểu chuyện nay lại vô duyên vô cớ bị công tử nhà giàu đánh, nàng nghĩ mà tức, lạnh nhạt nói: "Không dám nhận, thuốc này các người cứ cầm về đi. Dân thường nghèo khổ như chúng ta nhận không nổi." xảo nhi tức giận khi nhìn thấy bộ dạng như muốn đuổi khách của hạ nương tử nhưng nàng ta vẫn kiên trì nói vài câu lấy lòng đốt nhiên có một đứa trẻ tầm bảy tám tuổi mặt đầy vết thương từ trong phòng xông ra thằng bé đi thẳng đến chỗ nàng ta dùng sức đẩy nàng ta lui ra vài bước hung tợn nhà ra một chữ cút sau đó là tiếng đóng cửa thật mạnh làm nàng ta sợ đến nỗi dùng mình một cái sau khi lấy lại bình tĩnh Xảo Nhi vô cùng buồn bực khi nhận ra đứa trẻ lúc nãy chính là người mà phu nhân muốn nàng thăm dò chi tiết. Xảo Nhi hướng cổng lớn nhổ một bãi nước bọt, thầm mắng. Đúng là cái bọn từ quê mới đến, thằng danh lỗ máng chẳng có giáo dục gì cả. Trong lòng nàng ta không vui, khi trở về bẩm báo với Vân Thị thì thêm mắm thêm muối. Vân Thị chỉ chú ý tới mấy chữ, ba mẫu tử bọn họ, sau đó vội ngắt lời nàng ta, hỏi. Ngươi có chắc thằng bé sống với mẫu thân và chị gái không? Vô cùng chính xác. Nô tỳ đã hỏi thăm hết rồi, ba mẫu tử bọn họ sống ở đấy. Người phụ nữ nhìn trông chưa đến 40 tuổi, bên người nàng ta ngoài thằng bé mà phu nhân nói ra còn có một bé gái khoảng chừng 10 tuổi. Đi theo mẫu thân và tỷ tỷ 10 tuổi. Xem ra chỉ là một đứa trẻ của gia đình bình thường thôi, chẳng có quan hệ gì với phu quân mình cả. Vân Thị thầm nghĩ. Phu nhân đã khoan dung, nhân hậu thì thôi lại còn tặng thuốc cho thằng bé đó. Nô tỳ thấy, chúng ta không bắt nó đến nhận lỗi với đại công tử đã khoan hồng độ lượng lắm rồi. Sao Nhi bất mãn nói. Thôi được rồi, nếu người ta không nhận, chúng ta cũng không tự làm mình bé mặt nữa, chuyện này đến đây thôi. Mối nghi ngờ trong lòng Vân Thị đã được tháo gỡ nên nàng ta cũng không muốn làm mình mất mặt nữa nàng thấy xảo nhi nói cũng đúng thằng bé đó đánh lượng ca bị thương nàng không đến nhà bắt nó xin lỗi đã làm khoan hồng độ lượng lắm rồi lúc này hạ nương tử cao mày nhìn hạ thiệu đình đầy nghi hoặc thằng bé tức đến nỗi ngực phập phồng lên xuống hai tay nắm thật chặt mặt dài ra cắn chặt cánh môi cuối cùng nàng nhịn không được hỏi thằng bé đình ca con nói thật cho cô biết vì sao công tử của phủ tướng quân lại đánh con hoặc là dùng một chút nàng đột nhiên sinh ra một suy nghĩ hỏi thăm dò hoặc là con và người nào đó trong phủ tướng quân có quan hệ gì hạ thiệu đình mặt tái mét trong lòng lập tức cảm thấy hoảng loạn ánh mắt thằng bé lảng đi chỗ khác không dám nhìn nàng hạ nương tử vẫn mơ hồ không hiểu chân mày nhíu chặt hơn trong lòng thầm tự hỏi thằng bé này và người kia có quan hệ gì hạ thiệu đình thấy cô chỉ nhìn mình mà không nói gì trong lòng càng thêm bất an, bàn tay vô thức nắm chặt vạt áo. Sau một lúc lâu, thằng bé cắn răng thấp giọng nói: trên người con chảy dòng máu của chấn viễn tướng quân à? cái gì cơ? hạ nương từ kinh ngạc, tuy nàng đã nghĩ ra muôn vàn loại khả năng nhưng không ngờ rằng kết quả lại như vậy. con nói chấn viễn tướng quân là phụ thân của con sao? nàng vội vàng kéo thằng bé vào phòng, đóng cửa lại đè thấp giọng xuống, khó tin hỏi. Nét mặt Hạ Thiệu Đình ảm đạm, gật đầu. Hạ nương tử đặt mông xuống ghế, hơn nửa ngày mới lấy lại bình tĩnh. "Con biết thân thế của mình từ khi nào?" "Là nương con nói cho con à?" Thật lâu sau nàng mới cất giọng khàn khàn hỏi. "Không à, nương con chưa bao giờ nói cho con biết." "Là gì con nói à? Ngày đó ở Tôn gia trước lúc Lâm Trung gì đã nói cho con?" để con đến kinh thành tìm phụ thân sau khi nghe xong hạ nương từ nhẹ nhàng thở ra em dâu không hề nhắc đến chuyện này nói rõ rằng nàng ấy đã một lòng một dạ làm phu nhân của hạ gia cũng thành tâm thành ý để thằng bé này mang họ hạ nghĩ đến đây vương mắc trong lòng nàng liền biến mất cũng không có hứng thú gặng hỏi thân thế của hạ thiệu đình nữa nhưng nàng lại cảm thấy có chút kỳ quái dù sao năm đó khi em dâu vào cửa từng nói mình không có bạn bè người thân, cũng vì thế mà vào ngày hạ gia đón dâu, bên nhà gái chẳng có lấy một bóng người. Lúc này đột nhiên nhảy ra một biểu tỉ họ hàng xa, làm người ta nghĩ mà thấy kỳ lạ. Nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, nhìn chằm chằm Hạ Thiệu Đình, hỏi: "Con có từng muốn nhận tổ quy tông không?" "Con họ Hà, cả đời này đều họ Hà." Hạ. hạ Thiệu Đình vô cùng kiên định nói: Hạ Nương từ bình tĩnh nhìn thằng bé hồi lâu, sau đó đứng dậy vỗ lên bả vai hắn, nói: "Hôm nay phu nhân của tướng quân gì kia sai người đến đây, ta thấy bọn họ cũng chẳng có ý tốt gì. Nếu con đã không mua ôn dính dáng đến nhà bọn họ, mà dân thì không đấu lại quan, chúng ta vẫn nên tránh xa bọn họ thật xa thì hơn." "Con nghe theo cô à?" Hạ Nương từ hài lòng, nói: "Vậy được, vậy cả nhà chúng ta quay về huyện Đan Dương thôi." Vốn dĩ nàng muốn đáp ứng kỳ phu nhân ở lại thêm một năm nữa, nhưng với tình hình hiện nay thì kinh thành không phải nơi bọn họ có thể ở lại lâu. Bây giờ tướng quân gì kia và phu quân của hắn chưa phát hiện ra thân thế của đình ca, nếu như để bọn họ phát hiện ra chắc chắn sẽ rước phải một đống phiền phức, chi bằng bọn họ tránh đi thật xa, trở về quê hương sống cuộc sống của chính mình. Và lại, nếu thằng bé đã không muốn nhận lại người cha này, thì cứ để hắn làm con cháu của hạ gia đi, để hắn kế thừa hương hỏa của hạ gia, trung quy không thể để người khác cướp mất thằng bé được. Nếu để người khác cướp mất đứa trẻ này từ trong tay mình, nàng làm sao có thể đối mặt với liệt tổ liệt tông của hạ gia nơi chín suối đây? Vâng ạ, à, vậy chúng ta trở về huyện Đan Dương đi. Hạ Thiệu Đình không mảy may nghi ngờ gật đầu. Từ sau khi nhậm chức ở lại bổ, Đường Tùng Niên vẫn luôn bận tối tăm mặt mày. Thứ nhất là hắn phải tiếp nhận công việc ở đây. Thứ hai là trùng hợp vào lúc này triều đình lại nảy sinh tranh luận về sự ra đi của một lão công thần. Vì thụy hào của lão công thần này mà quần thần tranh luận không ngớt. Nói một thôi một hồi mà vẫn không quyết định được. Mà đường Tùng Niên là thành viên của khảo công trong lại bổ. Chuyên điều tra quan lại, bia, thụy hiệu. Của quan viên nên cũng vô cùng bận rộn. Mỗi ngày, khi trời còn chưa sáng đã ra cửa, đi mãi tới đêm khuya khi nhi nữ đều ngủ hết rồi hắn mới hủy hoài trở về. Cứ bận bịu đi sớm về khuya như thế hơn hai tháng, cuối cùng hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nguyễn Thị vui mừng khi thấy phu quân cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, nàng vừa giúp hắn thay quần áo vừa kể cho hắn vài chuyện nhà gần đây. Khi nhắc đến chuyện dạo này nữ nhi thích nghịch roi, giọng điệu của nàng có một chút phàn nàn và một chút bất lực. Tính cách của con bé không biết giống ai, cũng không biết đã học theo ai mà biết lấy dây thừng buộc cây mây vào với nhau làm thành roi dài, còn buộc rất chặt, vùng thế nào cũng không tuột thế mà con bé cũng nghĩ ra được. Nói xong, nàng còn lấy bốn cây, roi, ra cho hắn xem. Đường tùng niên bận rộn lâu nay nên không biết nữ nhi bảo bối của mình đã tìm được thú vui mới, thấy thế hắn bật cười ha hả lại nhìn phu nhân đang nơm mớp lo lắng an ủi một câu. Nếu con bé thích thì nàng cứ kệ nó, chảy nhảy nhiều thân thể mới khỏe mạnh cứng cáp, nàng chỉ cần cẩn thận đừng để con bé làm tổn thương chính mình là được. Điều thiếp sợ còn không phải sợ con bé làm chính mình bị thương sao? Nguyễn Thị thở dài. Đường Tùng Niên cầm lấy mấy cây, roi, mà tiểu nha đầu tự tay làm, dùng sức kéo thật mạnh rồi cầm một cái vụt manh xuống đất, một tiếng, vụt, giòn giã vang lên, suýt nữa đã làm Nguyễn Thị giật mình thoát tim hắn cầm cây roi quan sát tỉ mỉ lần nữa quả nhiên nhận ra cây mấy cây roi này vô cùng chắc chắn những nút thắt rất chặt thắt giỏi lắm tiểu nha đầu nhà mình cũng có chút khéo léo đấy hắn tán dương nguyễn thị trách hắn chàng còn khen con bé nếu để con bé nghe thấy kiểu gì cũng đắc ý cho coi đường tùng niên cười ha ha sau đó chuyển sang chuyện khác mỗi ngày cứ thế trôi qua dù rằng Nguyễn Thị vẫn không cho phép hứa quân giao vung roi, nhưng nàng cũng chỉ bằng mặt không bằng lòng. Để tránh bị Nguyễn Thị bắt ngay tại trận nàng thậm chí còn phái cả ngôn vũ đi canh chừng. Một người một quỷ phối hợp khá là ăn ý, chưa từng bị Nguyễn Thị bắt gặp lần nào. Dần già, Nguyễn Thị cũng tưởng rằng con bé đã hết hứng thú với việc vung roi, nhưng lại không hề hay biết tiểu nha đầu đã luyện đến độ khá là thành thạo mặc dù vẫn chưa đạt đến trình độ linh hoạt không lường được nhưng một khi nàng đã quất thì vô cùng chuẩn xác không bao giờ đánh hụt còn giao hẹn với châu ca nàng cũng chưa bao giờ quên nhân ngày đường tùng niên nghỉ hưu mục nàng lén lẻn vào thư phòng rót cho hắn một bát canh mê hồn dỗ dành lão già thối đến nỗi làm cả người hắn lâm lâm phơi phới sau đó làm bộ ngây thơ đáng yêu một lúc để đạt được mục đích Đường Tùng Niên lắc đầu cười nhìn Nữ Nhi sau khi đạt được mục đích thì chạy tót đi mất. Sao hắn lại không biết đồ mà tiểu nhà đầu muốn đều là những thứ Nhi Tử muốn, dù sao cũng không phải thứ gì to tát, mua thì mua, còn về con ngựa màu trắng, hắn sẽ tìm cách nhờ người đi tìm con ngựa con vừa mới sinh. Mấy ngày sau, Châu Ca khóc không ra nước mắt khi nhìn thấy một chú ngựa con chỉ cao bằng mình. Hứa Quân Dao không ngờ lão già thôi sẽ dùng đến chiêu này. Nàng cười gượng vài tiếng sau đó nhân cơ hội lặn mất tiêu. Lão già chết tiệt quả nhiên là lão già chết tiệt, đến cả trẻ con mà nỡ cũng lừa. Mặc dù Châu Ca thất vọng vì phụ thân đã mua một chú ngựa con không thể chờ hắn chạy như bay. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thằng, bé nghĩ rằng một ngày nào đó chú ngựa trắng của mình cũng sẽ trưởng thành. Đợi nó lớn rồi nó có thể chờ mình chạy như bay. Nghĩ như vậy, thằng bé lại vui vẻ trở lại mỗi ngày đều dành chốt thời gian đến thăm chú ngựa trắng của mình. Về phần người gỗ luyện quyền, thằng bé quay người bảo mặc nhiên đưa đến cho Hạ Thiệu Đình. Hạ Thiệu Đình cầm lấy người gỗ, vẻ mặt hoảng hốt, sau đó nghe thấy mặc nhiên nói. Tứ công tử nói trước tiên đình ca cứ nhắm vào con người gỗ tiểu nhân này để luyện quyền, bao giờ luyện tốt nắm đấm rồi sẽ không sợ bị người ta ức hiếp nữa. Hạ thiệu đình im lặng thật lâu. Hạ nương tử cầm lấy thuốc trị thương mà Nguyễn Thị cho người tới tặng, nghe thấy thế không khỏi thở dài một hơi. Sau nửa năm tân đế đăng cơ, chính thức hạ chỉ sắc phong trường tử triệu. Nguyên Đức làm thái tử, thứ hoàng tử triệu Nguyên Sương trở thành tương vương, ngũ hoàng tử triệu Nguyên Hữu trở thành dự vương, tất cả mọi việc đều giống với đời trước nên hứa quân giao cũng chẳng thấy có gì lạ. Ngay sau đó nàng lại nghe được tin tức hoàng hậu muốn chọn thư đồng cho mấy vị công chúa. Nghe được tin này, nàng không giấu được sự phân khích trong lòng, khẳng định đây chính là cơ hội trời ban. Nếu nàng có thể tiến cung làm thư đồng cho công chúa, thì đồng nghĩ với việc nàng có thêm nhiều cơ hội để tiếp cận dự vương, và cũng sẽ có nhiều cơ hội cùng hắn bồi dưỡng tình cảm thanh mai trúc mã. Nhưng chỉ cần nghĩ đến chức quan hiện tại của đường Tùng Biên là nàng lại thấy nhụt chí thư đồng của công chúa hơn phân nửa được chọn ra từ trong đám con cháu hoàng thất, hoặc là con cái của các triều thần là quan tam phẩm trở lên. Mặc dù lão già chết tiệt kia hiện giờ cũng có chút quyền lực, nhưng rốt cuộc vẫn còn một khoảng cách nữa mới tới chức trọng thần triều đình, thế nên chọn thế nào cũng chẳng đến lượt mình. Biết một cơ hội lớn như vậy mà không liên quan gì tới mình khiến nàng cực kỳ chán nản, nàng chút hết tức giận trong lòng lên chiếc roi rồi vung thật mạnh, tiếng roi vang dội khắp nơi ai ngờ rằng trong một phút bất cần nàng quất trúng một chậu hoa khiến nó bật cả dễ lên à đây là hoa của phu nhân nhà chúng ta mà thị nữ tú châu của lý thị sợ hãi kêu lên vội vàng tiến lên suýt xoa hứa quân giao thầm nghĩ lần này toi rồi trong công phụng tảo thiên hy đế và hoàng hậu đang nói bàn chuyện tìm thư đồng cho các vị công chúa khi bàn đến việc chọn người cho ngũ công chúa tĩnh an hoàng hậu bó tay nói. Tính an tính tình hoạt bát, nhanh nhẹn, chúng ta phải chọn cho con bé một người chứng chạc lễ phép, nhưng nếu làm như thế người đó sẽ lớn hơn con bé mấy tuổi, chỉ sợ tiểu nha đầu sẽ không vui. Thiên hy đế tự nhiên nhớ lại chuyện đã xảy ra ở kỳ phủ hôm đó, mỉm cười nói. Có lẽ ta biết một người có thể chọn. Mặc dù tuổi vẫn còn bé nhưng cũng tương đối hiểu chuyện lễ phép, chắc là sẽ hợp với tính an không biết bệ hạ đang nói đến vị thiên kim của nhà nào. Hoàng hậu có chút bất ngờ. Nữ nhi của đường Tùng Niên, khảo công viên ngoại lang của lại bộ. Gạch núi. Đường Tùng Niên mặt mày ủ rũ trở về phủ, hắn nghĩ thế nào cũng không ngờ tới việc chọn thư đồng cho công chúa vốn không có liên quan gì đến nhà mình. Cuối cùng nữ nhi của mình lại là một trong số những người được chọn, hơn nữa còn là bệ hạ địch thân chọn, khiến cho hắn không thể từ chối dầu cho đây chính là ân huệ to lớn trời ban người khác đánh nhau vỡ đầu cũng chưa chắc đã giành được hắn chắp tay sau lưng vừa đi vừa lo lắng tiểu nha đầu còn chưa đến 5 tuổi dù hắn thấy tính cách cứng cỏi không chịu thua thiệt của con bé rất tốt nhưng hoàng cung là nơi có nhiều luật lệ và quy củ nhất trên đời cho dù bệ hạ đã nói vì tiểu nha đầu còn nhỏ tuổi nên sẽ không để quy củ trong cung trói buộc con bé nhưng một khi đã tiến cung thì sao có thể muốn làm gì thì làm đây đường tùng niên thở dài thườn thượt hắn vẫn chưa suy nghĩ cẩn thận làm thế nào để nói tin tức này cho phu nhân thì đã nhìn thấy hai bóng người một cao một thấp cách đó không xa nhìn kỹ lại đó chính là phu nhân và nữ nhi bảo bối của hắn khi hai người đi đến gần hơn hắn nghe thấy nữ nhi nũng nịu năn nỉ người cho con thêm một cơ hội nữa được không được không nương nương cho con mấy cái cơ hội rồi con biết không nhưng con nhóc xấu xa nhà con lúc nào cũng bằng mặt không bằng lòng trước mặt ta thì gọi dạ bảo vâng quay người cái lại đâu vào đấy ngay nguyễn thị dụ mặt đây là lần cuối cùng lần cuối cùng có được không nương tiểu nha đầu ngừng mặt đôi chân ngắn tủn theo sát phía sau mẫu thân cố chấp hỏi không được bây giờ nương đang rất tức giận không muốn nói chuyện với bảo nha nữa vậy người muốn thế nào mới không tức giận nữa người nói đi mà chỉ cần người không giận nữa bảo con làm gì cũng được hứa quân giao bước nhanh hơn nắm lấy vạt áo của nguyễn thị lắc lấy lắc để tuy nguyễn thị buồn cười khi trông thấy nữ nhi chạy theo mình cầu xin tha thứ nhưng nàng vẫn nhanh chóng nhịn xuống khuôn mặt nghiêm túc cố ý phớt lờ con bé hứa quân giao thấy bánh bao phu nhân từ trước đến nay vẫn luôn là người mềm lòng và dễ nói chuyện nhưng bây giờ nàng ấy lại làm thinh với mình có thể thấy được lần này nàng thật sự đã chọc giận nàng ấy rồi nghĩ đến đây hứa quân giao buồn rầu nắm tóc nàng tự nhận mình là người có nhiều thủ đoạn để dỗ dành người khác nhưng khi lục lọi trong đầu một lượt nàng mới biết rằng những cách đó chỉ để dỗ dành nam nhân đặc biệt là phu quân của mình từ trước đến giờ nàng chưa từng dỗ dành đàn bà con gái chưa đừng nói là dỗ dành mẫu thân kết quả là lần này chọc giận bánh bao phu nhân nhưng nàng lại không có cách nào hữu hiệu để làm nàng nguôi giận nàng chỉ biết bám theo bánh bao phu nhân liên tục nhận sai và cầu xin tha thứ cách này quả thực hơi ngốc nhưng nàng cũng không còn cách nào khác cả nàng hết cách rồi trong lòng vội gọi ngôn vũ giúp mình nghĩ cách ngôn vũ nghĩ một lúc rồi nói hay là làm đúng đi không được không được chiêu này không sử dụng được với người đang tức giận Thế giả bộ khóc lóc đáng thương thì sao? Đã làm sai rồi còn dám khóc ư? Nếu bây giờ ngôn vũ mà xuất hiện trước mặt nàng, hứa quân giao chỉ muốn ký đầu nàng ta. Ngôn vũ cảm nhận được sự ghét bỏ của nàng, bĩu môi giận dỗi nói, thế ngươi cứ ở đấy mà cầu xin đi. Dù sao nữ nhân cương trực không sợ nam nhân đeo bám. Đúng là vô dụng. Hứa quân giao chán nản, bỗng nhiên nghĩ lại câu nói vừa nãy, cũng đúng có lẽ nữ nhân cương trực không sợ nam nhân đeo bám, nhưng mẫu thân cương trực chắc chắn sẽ sợ nữ nhi đeo bám. Nghĩ thông suốt điều này, nàng lại lon ton đuổi theo bóng lưng của Nguyễn Thị. Phải làm sao để người không tức giận nữa à? Nương phải nói con mới biết chứ. Người không nói làm sao con biết được? Người nói đi, nói đi mà, phải làm gì thì mới hết giận à? Đường Tùng Niên cố gắng nhịn cười, nhưng chẳng nhịn được bao lâu đã bật cười thành tiếng. Trường 38, chấm đã đưa ra một quyết định sai lầm. Sau khi đứng tại chỗ cười thêm trận nữa, hắn mới khép miệng giả vơ ho một tiếng, chắp tay sau lưng đi theo sau hai mẹ con vào phòng. Trước trình độ đeo bám của tiểu nha đầu, Nguyễn Thị Giờ khóc giờ cười, nàng sợ nếu mình bật cười thì mọi công sức dạy dỗ con bé trước đấy sẽ hoàn toàn đổ sông đổ biển, vì vậy nàng vẫn cố gắng nhịn lại, quay mặt đi chỗ khác để không nhìn thấy khuôn mặt tròn xoe đáng thương của con bé nữa. Hứa quân giao là loại người một khi đã quyết tâm làm gì thì phải làm đến cùng. Nếu nàng đã quyết định dây dưa với nữ nhân cương trực để biến nàng ấy quay về làm bánh bao phu nhân như lúc đầu, thì nàng sẽ thi triển hết bản lĩnh của mình bằng cách bám giết lấy Nguyễn Thị giống như kẹo sừng trâu. Trình độ đeo bám của tiểu nha đầu quả thực quá mức ghê gớm. Nguyễn Thị than thầm một câu trước khi tuyến phòng thủ của mình sắp bị nữ nhi phá vỡ. May mắn thay, vào ngay lúc này Nguyễn Thị thấy đường tùng niên đang bước vào phòng, nàng thấy mình như được đại xã, vội vàng tiến lên đón hắn, sau đó hết sức chuyên tâm giúp hắn rửa mặt, thay quần áo. Loại chuyên tâm này của Nguyễn Thị tựa như trên đời không có gì hấp dẫn nàng hơn nam nhân trước mắt, lại tựa như nàng đang nhìn chầm chầm vào một đóa hoa trên người nam nhân hứa quân giao không cam lòng khi thấy lực chú ý của bánh bao phu nhân đều bị lão già thối cuộm hết nàng thức tối trợn mắt nhìn đường tùng nhiên lão già thối nhà ngươi chỉ giỏi làm hỏng chuyện tốt của bản cung thôi mắt thấy thái độ của bao phu nhân dần dần dịu lại nàng nghĩ mình chỉ cần cố thêm chút nữa là có thể khiến nàng ấy hoàn toàn tan chảy ai dè lúc này đường tùng nhiên lại xuất hiện ở đây khiến cho bánh bao phu nhân có thêm cơ hội lấy lại bình tĩnh đồng thời làm bao nhiêu công sức của nàng đổ sông đổ biển đường tùng Nhiên cười ha ha khi thấy bộ dạng tức giận nhìn mình trợn mắt của tiểu nha đầu, hắn vươn tay chọc vào khuôn mặt đang phồng lên vì giận dỗi của con bé, sau đó lại bị tiểu nha đầu tức tối đẩy ra. Hắn lại cười thêm trận nữa, sau khi cười xong hắn xoa đầu nữ nhi mặc cho con bé ra sức vùng vẫy, nhịn cười hỏi. Bảo nha làm gì chọc giận nương à? Nói nghe xem, để phụ thân còn biết mà xin nương cho con một cơ hội nữa. Hứa quân giao vốn có ý phớt lờ hắn, nhưng sau khi nghĩ kỹ lại cảm thấy lão già thối thật sự có thể giúp được mình, nàng bèn ngẩng mặt nhích tới gần hắn, lén lút quan sát Nguyễn Thị, thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng ấy vấn dụ xuống, nàng đành nói úp mở với đường tùng niên. Chuyện là con vô tình, thật sự con chỉ vô tình đập vỡ chậu hoa của bác gái thôi à. Ngừng một chút lại bổ sung thêm. Ngay sau đó con đã giúp Tú Châu trồng lại khóm hoa đấy rồi à, còn giúp tỷ ấy đào rất nhiều đất người xem móng tay con vẫn dính đất đây nè nàng giơ mười đầu ngón tay ngắn tủi mũm mĩm ra trước mặt đường tùng niên để hắn xem ánh mắt nàng thoáng liếc qua nguyễn thị nhưng thấy nàng ấy vẫn không có phản ứng gì thì không khỏi cảm thấy nản lòng đường tùng niên cầm một ngón tay mũm mĩm của hứa quân giao nhìn thật kỹ trong móng tay quả nhiên vẫn còn dính ít đất thấy thế hắn vội gọi bích văn mang nước đến tự tay rửa sạch mười ngón tay cho nữ nhi sao con lại đánh vỡ chậu hoa của bác gái thế? Đường Tùng Niên lau tay cho nữ nhi, cười hỏi. Là do con không cẩn thận à, chứ không vì cái gì khác đâu. Hứa quân giao ớm ờ nói cho qua. Nguyễn Thị tức cười nói, sao con không nói với phụ thân con là do con không nghe lời nương lén lút đi nghịch roi, trong lúc chơi không cẩn thận nên quật trúng chậu hoa của bác gái, đến cả rễ cây cũng đứt luôn. Hứa quân dao lập tức nhìn nàng với gương mặt vô vùng đáng thương, chạy, bình bịch, về phía nàng và nói. Con không dám nữa đâu, sau này cũng không dám nữa. Người đừng giận nữa mà, con thật sự không dám nữa đâu. Đường tùng niên phải mất một lúc để cười khi trông thấy bộ dạng cầu xin tha thứ của nữ nhi, sau đó hắn mới tiến lên vỗ nhẹ lên đầu con bé và thay con bé thuyết phục Nguyễn Thị. Nếu con bé đã chân thành nhận sai rồi, chắc chắn sẽ không bao giờ tái phạm nữa phu nhân hãy tha thứ cho con bé đi dẫu sao biết sai thì có thể sửa chữa những người nhận thức được lỗi sai của mình cũng rất đáng quý bảo nha thấy ta nói có đúng không đúng 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 phụ thân nói chí phải hứa quân giao gật đầu như gà mổ thóc bây giờ mới thấy lão già thối trông vừa mắt một chút bực bội trong lòng nguyễn thị đã đầu hàng trước sự đeo bám của tiểu nha đầu từ lâu bây giờ thấy phu quân lên tiếng nên cũng thuận theo hắn luôn nàng véo má của con bé nghiêm túc nói thật sự không có lần sau nữa sao không à không có à thật sự không có lần sau nữa đâu à phải nghe lời nữa nghe à nghe à con sẽ cực kỳ ngoan ngoãn nghe lời lúc này nguyễn thị mới hài lòng và yên tâm nở nụ cười sau khi tùy mặt gửi lời và xác định được trời quang mây tạnh hứa quân dao mới dám thở phào nhẹ nhõm. Nàng lập tức quyết định rèn sắt khi còn nóng, thì triền đủ loại làm nũng, láo lỉnh quấn quýt lấy Nguyễn Thị khiến nàng ấy cười mãi không ngừng. Giải quyết đâu ra đấy nàng cười càng thêm đắc ý làm lộ ra hai cái lúm đồng tiền. Xem ra chỉ cần bản cung có lòng thì không người nào mà bản cung không giải quyết được. Đường Tùng Niên mỉm cười nhìn hai mẹ con đang vui vẻ đùa giỡn chợt nhớ đến chuyện thư đồng làm khuôn mặt của hắn lập tức nhuốm màu âu lo. Tiểu nha đầu mềm mại ngọt ngào như này mà phải đưa vào cung không khác gì đang dóc miếng thịt ở tim hắn. Nhưng lệnh vua không thể làm trái, hắn không thể phụ lòng tốt của đối phương. Huống hồ, tuy ngũ công chúa chỉ là thứ xuất nhưng hề không giống với những vị trưởng công chúa khác. Ngũ công chúa từ nhỏ đã được hoàng hậu đích thân nuôi dưỡng lại còn được cả hoàng đế và hoàng hậu hết mực nuông chiều. Bệ hạ có thể chọn chúng nữ nhi của mình làm thư đồng cho ngũ công chúa, ngoài lý do vừa ý tiểu nha đầu này ra, còn có ý muốn cho mình thể diện. Nếu không hoàng thân quốc thích có nhiều bé gái tầm tuổi nữ nhi nhà mình như thế, hoàng thượng cần gì phải chọn tới người trong phủ của một viên ngoại lang nhỏ bé như hắn. Nguyễn thị và hắn làm phu thê đã nhiều năm, làm sao lại không nhìn ra nỗi âu lo trong mắt hắn, nàng bèn tìm đại một lý do dụ nữ nhi ra ngoài sau đó mới hỏi phu quân. "Chàng có chuyện phiền lòng sao? Của thật không thể giấu được nàng cái gì? Quả thật ta đang gặp phải một chuyện khó khăn, nhưng chuyện này không liên quan gì đến ta cả, mà người liên quan chính là nữ nhi của chúng ta." Đường Tùng Niên thở dài một tiếng. "Liên quan tới Bảo Nha ư? Một đứa trẻ như con bé thì có chuyện gì để chàng phải phiền lòng chứ?" Nguyễn Thị Kinh Ngạc Đường Tùng Niên kể lại đầu đuôi ý tứ của Thiên Hy Đế cho nàng nghe. Sau khi nghe xong cõi lòng Nguyễn Thị tràn đầy lo lắng. Tiểu Nha đầu lớn lên bên cạnh nàng, không có ai hiểu con bé hơn nàng cả. Nữ nhi nàng ngoài mặt nhìn trông có vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, nghe lời thế thôi, chứ thực chất con bé không sợ trời không sợ, không bao giờ để mình phải chịu thiệt. Năm đó lúc ở kỳ phủ, Bảo Nha không hề có cơ hội gặp mặt điện hạ làm sao Điện Hà lại biết đến có bé? Nàng cảm thấy khó hiểu nên hỏi. Tuy bệ hạ không ở đó, nhưng bên cạnh ba vị Điện Hà luôn có không ít cung nữ đi theo, vì vậy mà mỗi cử chỉ tiếng nói, mỗi một hành động của bọn trẻ đều không giấu được bệ hạ. Chắc chắn lúc đó Bảo Nha đã làm gì khiến cho bệ hạ nhớ mãi không quên, cho dù chuyện này đã qua lâu rồi nhưng người vẫn có thể nhớ ra con bé. Đường Tùng Niên nói. Nguyễn Thị nghe xong lấy làm kinh hãi, thật sự có người ở trong bóng tối quan sát môn hành cử chỉ của bọn trẻ ứ nếu là như vậy thì bảo nha càng không thể đi đường tùng niên vỗ lên mù bàn tay của nàng an ủi nói nàng cứ yên tâm nhiệm vụ của công nhân không phải là nhìn trộm môn hành cử chỉ của các tiểu hoàng tử bọn họ chỉ phụng trì hầu hạ giống như nàng có những lúc cũng sẽ phân phó cho bích văn chăm sóc nữ nhi của chúng ta vậy những lúc ấy bích văn đương nhiên cũng phải theo dõi sát sao mọi chuyện lúc này Nguyễn Thị mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng chỉ cần nghĩ đến nữ nhi phải vào cung thì vô cùng lưu luyến. Nhưng hứa quân giao lại vô cùng vui mừng khi biết mình phải vào cung làm thư đồng của công chúa. Thấy bộ dạng vui mừng phấn khởi của nữ nhi, trong lòng đường Tùng Niên và Nguyễn Thị đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Tuy nói sau khi đưa vào cung có thể đón về ngay hôm đó, nhưng gần như cả ngày con bé đều không ở nhà. Lúc nãy phu thê bọn họ còn lo lắng nghĩ từ nhỏ tiểu nha đầu chưa từng rời xa cha mẹ. Có lẽ con bé sẽ không đồng ý. Nhưng ai nghĩ đến kết quả lại bất ngờ như thế. Hứa quân giao suýt nữa vui đến nỗi ngất đi. Nàng còn tưởng rằng chuyện tốt như này sẽ không rơi trên đầu mình. Không nghĩ tới quanh quần thế nào lại rơi trúng thật. Chuyện tốt như vậy sao nàng không vui cho được. Nàng vui đến nỗi muốn xoay vài vòng ngay tại chỗ ông trời cuối cùng cũng quan tâm đến bản cung một lần rồi. Mấy ngày sau, ý chỉ của Hoàng hậu nương nương về việc chọn thư đồng cho các vị công chúa được truyền ra. Thư đồng của bốn vị công chúa đều nằm trong dự liệu của triều thần, bốn vị tiểu cô nương ấy không phải huyện chu thì cũng là khuê nữ trong phù của công hầu trọng thần. Duy chỉ có một ngoại lệ, chính là thư đồng của ngũ công chúa, tiểu cô nương đó không chỉ ít tuổi hơn ngũ công chúa, mà phụ thân con bé cũng chỉ là viên ngoại lang của lại bộ mà thôi. Bọn họ còn nghe nói vị tiểu cô nương này do bệ hạ tự mình lựa chọn, kết hợp với địa vị của người cha, có vài triều thần nhạy bén khôn khéo trong triều đã bắt đầu suy nghĩ. Xem ra vị đường đại nhân này đã lọt vào mắt xanh của bệ hạ, nếu không bệ hạ sẽ không cất nhắc hắn như thế. Bây giờ tuy hắn chỉ là một viên ngoại lang còn con, nhưng tiền đồ sau này của hắn thì không thể lương được vừa nghĩ như vậy bọn họ vội phân phó phu nhân nhà mình phải cố gắng qua lại thân thiết với phu nhân của đường tùng niên bét nhất thì cũng đừng đắc tội với đối phương phần lớn các vị phu nhân đều nghe theo lời căn dặn của phu quân bên cạnh đó cũng có một số vị phu nhân xuất thân cao quý không bằng lòng bọn họ cho rằng phu quân nhà mình quyền cao chức trọng tại sao phải hạ thấp thân phận tôn quý của mình để tạo quan hệ với phu nhân của một viên ngoại lang bé nhỏ ngay cả những vị phu nhân không có ý nghĩ này, nhưng khi khi bị phu quân nói phải qua lại thân thiết với phu nhân của đường Tùng Niên thì trong lòng các nàng cũng có chút bất mãn. Chỉ khi các nàng tiếp xúc với Nguyễn Thị, phát hiện ra đối phương là một nữ tử dịu dàng nhã nhặn, cử chỉ ân cần, sự sự rộng lượng không thích so đo tính toán thì thái độ không tình nguyện khi bị ép qua lại mới hoàn toàn biến mất. Trung quy để có thể đạt được địa vị hiện tại, làm gì có ai không luyện cho mình một đôi mắt hỏa nhãn kim tinh sao ai thật lòng ai xã giao ai giả dối chỉ cần liếc mắt một cái là biết dù không biết vị đường phu nhân sau này sẽ biến thành người như thế nào nhưng trước mắt chí ít cũng là người đáng để kết giao sao đôi mắt màu vàng của tôn mộ không đó mí bà kể từ đó mỗi ngày nguyễn thị đều vô cùng bận rộn với việc giao thiệp xã giao khiến cho lý thị của đại phòng thấy mà đố kỵ không thôi. Khi tin tức hứa quân giao vào cung làm thư đồng của công chúa được truyền ra, lý thị ghen tị đến nỗi mặt mày vặn vẹo. Nhưng nàng ta cũng không hề hồ đồ, biết hiện giờ tam phòng đã không giống trước kia, không chỉ có đường tùng niên, ngay cả đường quân giao cũng không thể xem thường. Nàng ta hít vào một hơi thật sâu, gọi nữ nhi đến và dặn dò. Sau này lúc gặp tam muội con không được phớt lờ người ta nữa mà phải nghĩ cách gần gũi với con bé đường quân du sáu tuổi nghe nương nói thế thì mặt dài ra không vui nói dựa vào cái gì chứ dựa vào đâu mà bắt con phải thân thiết với muội ấy con bé thối tha này nếu sau này con chỉ muốn kết giao với mấy cô nương nhà nghèo địa vị thấp toàn ăn thừa mặc thừa của người khác rồi trơ mắt nhìn tam muội vào hoàng cung nguy nga tráng lệ kết bạn với công chúa quân chúa cùng những vị thiên kim tiểu thư khác, thì con cứ lạnh mặt với con bé đi. Lý thị tức giận, chừng mắt nhìn nữ nhi. Tuy đường quân du vẫn tương đối không bằng lòng, nhưng vừa nghe nương mình nói thế, nghĩ lại thấy nếu tất cả đều giống như những gì nương nói. Chỉ vừa nghĩ thôi nàng đã cảm thấy khó mà chấp nhận nổi. Nhưng chỉ cần tam muội có cái gì thì tam thẩm đều cho người mang sang tặng con cái đó con bé vẫn không cam tâm. Nguyễn Thị tính tình ôn hòa, nàng ấy đối xử rất tốt với mấy đứa trẻ của đại phòng, hễ có thứ gì tốt đều mang sang cho bọn trẻ, cho nên đường quân du mới nói như vậy. Lý Thị cười nhạt. Chẳng lẽ con cho rằng tam thẩm của con có đồ gì tốt, đều cho con trước mà không cho nữ nhi của chính mình trước sao? Đúng là con bé ngốc nghếch, con nghĩ có thể dựa vào bố thí của người khác đến bao giờ. Đường quân du lung túng không dám nhiều lời, nhưng trong lòng con bé ngày càng không muốn thấy đứa em gái mà mình buộc phải tỏ ra thân thiện. Cho niệm phủ, từ vương thị đến nhưng thị nữ như Bích Văn, Thúy Văn, không ai không lo lắng về việc hứa quân giao sắp vào cung. Trong số đó, đặc biệt là vương thị và Nguyễn Thị, các nàng vừa sợ con bé không hiểu chuyện mà xúc phạm với quý nhân, vừa sợ con bé ở không quen sẽ làm loạn đòi về nhà nói chung khả năng nào các nàng cũng nghĩ đến, càng nghĩ càng cảm thấy bất an. Đường Tùng Niên đành phải truyền lại ý của Thiên Hy Đế cho các nàng. Thật ra Thư Đồng chỉ là tìm bạn để chơi cùng ngũ công chúa vừa tròn 6 tuổi mà thôi. Hơn nữa nha đầu nhà mình còn nhỏ tuổi nhất, chắc chắn bệ hạ và hoàng hậu sẽ khoan dung với con bé hơn. Thậm chí hoàng hậu nương nương còn đặc biệt điều một cung nữ đến để chăm sóc riêng cho tiểu nha đầu nên chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Vương Thị nghe Nhi Tử nói như vậy mới miễn cưỡng yên lòng. Còn đương sự là hứa quân giao thì hoàn toàn ngược lại, nàng không những chẳng mảy may lo lắng, mà còn mong chờ ra mặt. Nàng thậm chí còn quen thuộc với Hoàng Cung hơn cả đường phủ, với nàng mà nói vào cung tự tại chẳng khác gì trở về nhà của mình. Trước ngày vào cung, Phu nhân các nhà đều đưa nữ nhi của mình tiến cung bài kiến hoàng hậu nương nương, thuận tiện để công chúa và thư đồng làm quen lẫn nhau, sau đó đến giờ thân thì đợi ở cửa cung để đón nữ nhi về nhà. Vào giờ mẹo ngày hôm sau, lại đưa các con đến cửa cung, tự có cung nữ trong cung dẫn các tiểu cô nương đến văn hoa quán. Sao, giờ thân, 5 giờ chiều. Giờ mẹo, 5, 7 giờ sáng. Thật ra với thân phận của Nguyễn Thị lúc này vẫn chưa đủ tư cách để vào cung, song Hoàng hậu đã nghĩ đến vấn đề này từ trước, còn có lòng cho nàng một thân phận, đặc biệt truyền khẩu dụ ân chuẩn cho Nguyễn Thị đưa nữ nhi vào cung. Sau khi Nguyễn Thị nhận được khẩu dụ, nàng hết sức cảm kích vị Hoàng hậu nương nương tài sắc vẹn toàn này, cũng càng thêm yên tâm với việc nữ nhi vào cung làm thư đồng của công chúa. Dù sao, vũ công chúa cũng là được đích thân Hoàng hậu nuôi dạy tính cách chắc chắn cũng không khác hoàng hậu là bao. Sau khi hứa quân giao biết được cách nghĩ của nàng ấy thì không ngừng cười thầm. Nếu bao phu nhân biết sau khi lớn lên ngũ công chúa đã làm ra những hành động kinh hãi thế tục gì thì chắc chắn bây giờ kể cả có đánh chết, nàng ấy cũng không chịu để con mình vào cung. Ngũ công chúa tịnh an, thật ra đời trước nàng cũng khá là tán thưởng nàng ấy. Tuy ngũ công chúa này không phải do hoàng hậu sinh ra, nhưng là vị công chúa được Thái Tông Hoàng đến sủng ái nhất trong các vị công chúa. Nàng là người cứng cỏi, quật cường và có chủ kiến. Đời trước ngũ công chúa từng có hai đời chồng, phò mã thứ hai thậm chí còn bị nàng đổi giết khắp chín con phố, suýt nữa thì đi đời nhà ma. Tuy rằng đời trước nàng rất tán thưởng vị ngũ công chúa này, nhưng vẫn phải phòng bị nàng ta. Dẫu sao mặt hàng đanh đá chua ngoa này còn có thân phận cao quý, nếu nàng thật sự đối địch với nàng ta thì nàng ta cũng là một đối thủ khó nhăn. May mà ngũ công chúa chỉ quan tâm đến cuộc sống tự do tự tại của mình, chưa bao giờ để ý tới tình hình trong chiều, càng không bao giờ can thiệp vào hậu cung. Cho nên hứa tục phi nàng đời trước và nàng ta không động chạm đến nhau. Nhưng không ngờ đời này nàng và vị công chúa hung hãn này lại có duyên như vậy. Ngày vào cùng, mới sáng sớm hứa quân dao đã dược bích văn bế lên nguyễn thị tự tay rửa mặt thay quần áo cho nàng vì sợ dọc đường nàng đói bụng mà dỗ dành nàng ăn hết bữa sáng làm cho châu ca ngồi đối diện nhìn mà gẹn tị không thôi không công bằng nếu buổi sáng mình không dậy đúng giờ thì kiểu gì phụ thân cũng tự tay đi sách mình dậy còn đánh hai cái vào mông để mình tỉnh ngủ đến lượt bảo nha ngốc nghếch này sao con bé lại được nương bồng lên bón ăn ngay cả khi đang mơ mơ màng màng như thế không công bằng quá là bất công trong lòng thằng bé tỏa ra mùi chua hết nhìn cha lại nhìn nương với ánh mắt ai oán nhưng đường tùng niên và nguyễn thị còn đang bận lo cho nữ nhi lần đầu tiên vào cung hơi sức đâu mà để ý đến thằng bé châu ca buồn bực cau mũi cam chịu số mệnh tự múc cháo ăn Hôm nay con phải ngoan ngoãn nghe thầy giảng bài, không được nghịch ngợm đâu đấy. Lúc về ta sẽ kiểm tra bài tập của con. Trước khi rời đi, Đường Tùng Niên còn đặc biệt căn dặn Nhi Tử. Con biết rồi, à à. Châu Ca kéo dài âm cuối. Từ lúc này ra ý định muốn rời đi, không lâu sau đó Hạ Nương Tử đã tìm được cơ hội thích hợp để xin nghỉ việc ở Kỳ Phù. Sau khi xin nghỉ, một nhà bà người bọn họ thu dọn hành lý còn thuê cả một cỗ xe ngựa khá xa xỉ để về quê. Nói cũng khéo, ngày bọn họ rời kinh cũng chính là ngày đầu tiên hứa quân giao vào cung. Hạ thiệu đình ôm những món quà nhỏ bé mà hắn đã chuẩn bị để tặng châu ca và tiểu nha đầu, cùng phương tỷ đến trước cổng đường phù. Bọn họ thấy trước cổng có mấy chiếc xe ngựa đổ lại, có khá đông người qua đường đứng xung quanh chỉ chỉ trò trò, thì thầm to nhỏ. Xảy ra chuyện gì vậy? có người qua đường nhìn thấy cánh tượng náo nhiệt ở đây không nén nổi tò mò hỏi nghe nói tiểu cô nương phủ này được vào cung làm thư đồng cho công chúa điện hạ trong cung còn phái người đến đón nên mọi người đều đến đây góp vui hóa ra là như vậy đình ca thời gian không còn sớm nữa chúng ta nên lên đường rồi nơi này đông người lắm chắc đệ không chen vào nổi để tặng quà đâu với lại nương còn đang ở trong xe đợi chúng ta đó phương tỷ nhìn sắc trời thúc dục nói. Hạ thiệu đình bặm môi, nắm chặt hộp mỗ trong tay, chợt nói. Để đi cổng phía đông tìm người đưa vào. Nói xong, hắn chui từ trong đám người ở phía tây sang phía đông, thoát cây đã bỏ lại phương tỷ ở phía sau. Phương tỷ gấp đến độ đổ mồ hôi, cố gắng chui từ trong đám người ra, chạy theo hạ thiệu đình đến cổng phía đông của đường phù. Thấy hạ thiệu đình đang do dự đứng ngoài cổng, nàng dứt khoát giành lấy chiếc hộp gỗ trên tay hắn rồi nói với một người hầu vừa bước ra khỏi cổng. Cháu chào chú ạ. À. Làm phiền chú giúp cháu đưa chiếc hộp này cho mặc nghiên đại ca hoặc cho bích văn tỷ tỷ được không ạ? À? Đây là thứ mà đệ đệ đình ca của cháu tặng cho châu ca và giao giao. Tên người hầu kia bực mình nói. Đi đi, đi đi. Trơ mặt ra đấy làm gì? Làm gì có đứa trẻ nhà ai mà không hiểu phép tắc như vậy? Các ngươi nghĩ công tử và cô nương nhà ta thích mấy thứ này sao? Phương tỷ lào đảo suýt ngã vì bị hắn đẩy một cái. Con bé lấy lại thăng bằng, muốn tiếp tục cầu xin nhưng hạ thiệu đình chợt đi tới. Thằng bé nhẹ nhàng kéo cổ tay áo của tỷ tỷ, nhỏ giọng nói. Thôi vậy, tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Giờ phút này hắn mới giác ngộ ra cho dù hắn và huynh muội châu ca có quan hệ tốt thế nào. Nhưng giữa bọn họ vẫn có một khoảng cách không thể vượt qua được. Khoảng cách này sẽ tăng lên theo tuổi tác của hai bên và khoảng cách này sẽ ngày càng rộng ra theo chức quan ngày càng cao lên của đường đại nhân. Hắn không thấy buồn, cũng không thấy mất mát, càng không bao giờ cảm thấy tự ti hay mặc cảm. Bất luận sau này hai bên đang ở phương trời nào, hắn vẫn sẽ nhớ rằng từng có một đôi huynh muội đã cùng hắn vượt qua khoảng thời gian cô độc nhất. Mặc dù phương Tỷ cảm thấy hơi đáng tiếc, nhưng cũng chỉ thở dài Lúc nàng đang định xoay người rời đi thì nghe thấy một tên người hầu khác không tán thành nói. Tội gì phải khổ như vậy, có thể gọi được tên của Mạc Nhiên và Bích Văn Cô Nương có lẽ thật sự quen biết chủ tử nhà ta. Ta nhớ mang máng hình như tứ công tử quả thực có một vị bằng hiếu họ hà. Sau đó, hắn nhìn Phương Tỷ nói. Nếu như tiểu cô nương tin tưởng ta, ta sẽ thay cô chuyển cho Mạc Nhiên. Tin chứ, tin chứ làm phiền chú nhiều à. Làm sao Phương Tỷ không đồng ý cho được, nàng mững rỡ đưa ngay chiếc hộp đang cầm trong tay cho hắn, sau đó kéo Hạ Thiệu Đình nói ba tiếng cảm ơn, sau cùng hai tỷ để bọn họ đi theo đường cũ trở về. Hạ Nương Tử đang sốt ruột đợi trên xe ngựa, lúc thấy các con trở về mới nhẹ nhàng thở ra. Hạ Thiệu Đình ấy náy cười và nói. Để cô phải đợi lâu, giờ chúng ta đi thôi à. Xe ngựa chậm rãi lên đường, khung cảnh ngoài cửa sổ dần dần thu bé lại, xe ngựa dần dần đi nhanh hơn, cảnh tượng náo nhiệt ồn ào chỉ thuộc về kinh thành cũng dần dần cách bọn họ ngày càng xa. Hạ Thiệu Đình duỗi tay vén màn xe, thằng bé ngước nhìn bầu trời màu xanh. Một lát sau, hắn quay đầu nhìn hai mẹ con Hạ Nương Tử đang thì thầm nói chuyện, bất giác một nụ cười nhẹ nở trên môi hắn. Như vậy cũng tốt hắn cảm thấy mình thực sự không nên phải đòi hỏi những thứ không thuộc về mình. Gạch nối Hứa quân giao nắm tay Nguyễn Thị tiến vào cung Phượng Tảo, vừa vào đã thấy bốn thư đồng của các công chúa khác. Trong điện có từ huyền thanh cháu gái của Trung Thư lệnh từ Linh Nho, Bành Ngọc Kỳ Nữ Nhi của An Khang Hầu, Gia Bình huyện Chủ Nữ Nhi của Phổ Nam Quận Vương và Trịnh Nhiên Nữ Nhi của Trịnh Quốc Công. Nàng thoáng nhướng mày và cảm thấy vô cùng thú vị hóa ra Thái tử Phi tương lai và lương đệ của Thái tử đều tụ họp đông đủ ở đây. Bốn tiểu cô nương đồng loạt nhìn về phía nàng với đủ loại ánh mắt có hiếu kỳ, nghi ngờ, có khinh thường và thở ơ. Nàng nhớ rõ Thái Tông Hoàng hậu là người rất tiết kiệm vì vậy cung. Phượng Tảo bây giờ không tráng lệ, lộng lẫy như sau khi lương dục yên lên môi Hoàng hậu. Nhưng cho dù như thế thì mỗi một đồ trang trí trong cung đều rất đúng mực, chúng đều làm toát lên khí chất và phong thái chỉ thuộc về hoàng hậu của một triều đại. Sau khi nàng và Nguyễn Thị Kính cẩn hành lễ xong, nàng ló nửa khuôn mặt sau người mẫu thân tỏ vẻ hiếu kỳ với mọi thứ xung quanh, trong khi vụng trộm ngước nhìn hoàng hậu đang ngồi trên ngai vàng, nàng bất ngờ chạm phải ánh mắt mang theo ý cười của hoàng hậu. Sự dịu dàng trong đôi mắt ấy giống hệt như bao phu nhân, làm nàng không khỏi sinh ra cảm giác gần gũi hứa quân giao theo bản năng cũng cười ngọt ngào đáp lại đối phương. Hoàng hậu ngẩn người, sau đó vẫn giữ nguyên nụ cười. Nàng đang định vẫy tay gọi tiểu nha đầu đến cạnh mình thì nghe thấy ngoài điện truyền vào giọng nói của ngũ công chúa. Mẫu hậu, các nàng là thư đồng để chúng nhi thần tự mình lựa chọn sao? Hoàng hậu lắc đầu bất lực, âu yếm dí tay vào chán ngũ công chúa vừa hí hửng chạy tới, khẽ nói. Mỗi ngày một lớn mà phép tắc vẫn chẳng có tiến bộ, còn không bằng giao giao ít tuổi hơn con. Ngũ công chúa giả bộ mốc nghếch nhìn mẫu hậu cười hê hê, sau đó liếc nhìn tiểu nha đầu nhỏ tuổi nhất trong điện. Ngũ công chúa thấy đứa bé này trăng nõn như ngọc, thân mình thì tròn xoe múp míp, ánh mắt con bé sáng lên, không nhịn được mà reo to một tiếng rồi bổ nhào về phía Hứa Quân Dao hết ôm lại xoa nắn muội chính là thư đồng đường quân giao mà phụ hoàng đích thân chọn cho ta sao? Ai da à, sao lại đáng yêu thế này chứ? Trắng mốp míp như cái bánh bao nhân thịt sáng nay ta ăn vậy, nhìn mà muốn cắn một cái. Buông, buông ta ra. Khuôn mặt tròn xoe của hứa quân dao bị nàng xem như bột nhão mà thỏa sức nhào nặn, đôi tay nhỏ của con bé không ngừng dơ lên cầu cứu Nguyễn Thị, người lúc này đang chìm trong sợ hãi. Nương, nương. Lúc Nguyễn Thị từ trong kinh hoàng tỉnh lại thì Hoàng hậu đã lên tiếng khiển trách. Mau dừng tay lại cho bản cung, nhìn đi xém chút nữa con làm tiểu quân giao khóc rồi này. Ngũ công chúa vẫn ở trong trạng thái vô cùng phấn khích, sau khi vừa nặn vừa xoa gương mặt tròn trịa một hồi, lại tiếp tục hôn liên tục mấy cái, chụt 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 chụt, cuối cùng mới vui vẻ nói. Mẫu hậu, mẫu hậu, con thích con bé này, chính là con bé này, con muốn con bé này sau khi thiên hy đế đứng ngoài điện chứng kiến một màn này phải mất một lúc lâu sau hắn mới lẩm bẩm nói hoàng hậu ơi có lẽ chấm đã đưa ra một quyết định sai lầm rồi đây nào phải tìm thư đồng cho tĩnh an rõ ràng là đứa bé yểu điệu yếu đuối lại còn ngoan ngoãn hiểu chuyện này đã bị hỗn thế ma vương nhìn chúng rồi không biết con bé sẽ bị giày vò thành cái dạng gì đây hắn đột nhiên cảm thấy có lỗi với đường ái khanh. Ban đầu hắn muốn cất nhắc đối phương một chút nên mới chọn tiểu nha đầu chưa tròn 5 tuổi của đường tùng niên vào cung, chứ hắn chưa từng nghĩ. Hắn lại tiếp tục thở dài một tiếng, ánh mắt áy náy nhìn về phía đường quân dao đang bị ngũ công chúa ôm chặt không chịu buông tay, cuối cùng yên tĩnh rời đi với cõi lòng đầy thương cảm. Trường 39, xưa nay bản cung không cho phép mình vấp ngã hai lần ở một chỗ sau khi bị hoàng hậu dạy dỗ một trận, dù không nỡ nhưng ngũ công chúa vẫn phải buông cái bánh bao nhân thịt trắng mập trong lòng ra, nhưng đôi mắt nàng vẫn dính chặt lấy hứa quân dao không thôi. Ngũ công chúa say mê nhìn gương mặt tuổi thân của bánh bao nhỏ đang nhào vào lòng mẫu thân, đôi mắt con bé long lanh nước, miệng nhếch lên làm lộ ra hai má lúm đồng tiền. Nàng hưng phấn mà ôm lấy khuôn mặt mình, ánh mắt càng thêm sáng ngời, ngay lúc này chỉ muốn hét lên thật to không ngờ trên mặt của bánh bao nhỏ còn có má lúm đồng tiền. Đáng yêu qua đi, tại sao lại có một bánh bao nhỏ đáng yêu đến vậy chứ? Nhìn cái lúm đồng tiền mà muốn chọc vào quá đi thôi. Nàng cảm thấy đầu ngón tay của mình ngứa ngáy, suýt nữa không nhịn được mà bổ nhào về phía bánh bao nhỏ dày vò con bé một trận. Hoàng hậu vỗ chán, lần đầu tiên nàng cảm thấy bệ hạ đã đưa ra một quyết định tồi tệ khi để tiểu nha đầu ngoan ngoãn này làm thư đồng cho tĩnh an hoàng hậu cho Tĩnh an một ánh mắt cảnh cáo, sau đó nhẹ giọng an ủi tiểu nha đầu vừa trải qua một trận kinh hãi vài câu rồi mới nhìn sang khuôn mặt đã trở nên trắng nhợt, đôi mắt không giấu nổi đau lòng, đang nhẹ nhàng vỗ về nữ nhi vừa chịu đủ, sự dày vò, của Nguyễn Thị. Hoàng hậu cười ấy náy nhìn Nguyễn Thị, khiến cho nàng ấy một lần nữa bị dọa sợ. Bốn đôi mẹ con có mặt ở đây đều nhìn hứa quân giao với ánh mắt đồng tình, trong lòng ai cũng thầm nghĩ hứa quân giao đúng là đứa trẻ xui xẻo không phải xui bình thường đâu mà phải nói là hết sức xui xẻo, không ngờ con bé lại lấy được sự yêu thích của ngũ công chúa. Con thỏ lần trước được ngũ công chúa yêu thích sớm đã trở thành một bữa tiệc thỏ và chui vào trong bụng của ngũ công chúa. Con vẹt có bộ lông sạc sỡ lần trước trước đó nữa được ngũ công chúa yêu thích, sau này toàn thân tụi lùi và bị cung nữ sách đi. Con mèo trắng được phiên bang tiến công trước 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 đó nữa được ngũ công chúa yêu thích, về sau đã biến thành một con, mèo đen, toàn thân đầy mực, may thay sau đó nó được hoàng hậu nương nương cứu thoát khỏi ma trào còn có cả rất nhiều lần trước 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 đó nữa nói tóm lại được ngũ công chúa yêu thích hoàn toàn không phải là chuyện gì tốt đẹp ban đầu nàng còn nghĩ được làm thư đồng cho công chúa được sủng ái nhất là một chuyện vô cùng vinh quang chỉ cần nàng an phận làm tròn bổn phận của mình thì tương lai nhất định sẽ rất có lợi nhưng bây giờ thì các nàng có thể tưởng tượng ra mấy ngày nữa tiểu nha đầu xui xẻo này sẽ khóc từ trong cung về tới nhà, sau đó không chịu quay lại đây nữa. Ban đầu, khi biết hứa quân giao chỉ là nữ nhi của một viên ngoại lang còn con lại có được đãi ngộ giống mình, các tiểu cô nương còn cảm thấy chán ghét, coi thường đối phương. Nhưng sau khi trải qua chuyện ngày hôm nay, thì thái độ thù địch của các nàng đối với hứa quân giao mới dần dần giảm bớt. Mặc dù trước đó hứa quân giao đã biết tính cách hung hãn của ngũ công chúa, nhưng không nghĩ rằng mới có tí tuổi đầu mà nàng ta đã man dợ ương ngạnh đến vậy nàng xoa xoa hai má bị véo đến phát đau sau đó căm phẫn mà trừng mắt nhìn ngũ công chúa đang dính lấy hoàng hậu giả bộ ngoan ngoãn được lắm người chính là người đầu tiên ở cả hai đời dám coi mặt bàn cung như bột mà nhào nặn con đau à nguyễn thị đau lòng nhìn mấy vết đỏ bừng trên khuôn mặt trắng nõn của nữ nhi nhẹ giọng nói đau à hứa quân giao nén giận vừa đáng thương vừa tủi thân trả lời nguyễn thị vừa nghe trái tim chợt thắt lại tiểu nha đầu vốn đã rất yếu đuối bình thường một vết đỏ phải mất rất lâu mới tan hết lần này còn bị đối xử thô bạo một lúc lâu như vậy không biết sẽ đau đến bao giờ đây trong lòng nguyễn thị bây giờ lúc thì trách phu quân hôm đó không tìm một cái cớ hợp lý để từ chối việc tồi tệ này lúc thì căm ghét bản thân vì đã không thể làm gì cho nữ nhi lúc con bé rơi vào, tình cảnh bi thảm. Sau khi hoàng hậu gian dậy ngũ công chúa một trận, rồi lệnh cho con bé đi xin lỗi tiểu nha đầu. Ngũ công chúa bằng lòng đáp lại một tiếng, vui vẻ mà chạy về phía hứa. Quân giao, thấy ngũ công chúa tự dưng chạy về phía nữ nhi của mình, Nguyễn Thị sợ đến nỗi vô thức che ở trước mặt nữ nhi, ánh mắt nàng ấy tràn ngập cảnh giác ngũ công chúa chẳng thèm để ý định đạc hướng về phía hứa quân giao đang trốn sau lưng mẹ nói xin lỗi nhá lần sau ta sẽ nhẹ tay hơn này cho muội cái này nè sau này đi theo ta nhé nói xong ngũ công chúa kéo miếng ngọc bội hình con rùa treo bên eo nhét vào trong tay hứa quân giao hoàng hậu nguyễn thị còn có lần sau sao Hứa quân dao cạn lời nhìn con rùa nhỏ vô cùng sống động trong tay. Sở thích của vị công chúa điện hạ này quả nhiên không giống mọi người. Nguyễn Thị cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, thấy thế vội lên tiếng giúp nữ nhi từ chối, nhưng hoàng hậu lại nói. Cứ nhận đi, tĩnh an hiếm khi mới yêu thích ai như lệnh thiên kim, đây cũng là duyên phận của hai đứa nó. Nghe được lời này của hoàng hậu, Nguyễn Thị mới dám thay nữ nhi tạ ơn công chúa ban thương. Hoàng hậu nói thêm mấy lời động viên mẹ con Nguyễn Thị, nàng nhẹ lòng hơn khi thấy tiểu nha đầu mặc dù trông có vẻ tuổi thân, nhưng không hề bài xích ngũ công chúa, đôi mắt hoàng hậu tràn ngập niềm vui, vội đưa tay vẫy tiểu nha đầu đến cạnh mình. Hứa Quân Dao vẫn không quên giả vờ làm đứa trẻ ngoan ngoãn, ngẩng mặt lên làm như đang xin ý kiến của mẫu thân. Nguyễn Thị nhẹ nhàng vỗ lên lưng của con bé, nói: "Đi đi." hoàng hậu kéo cánh tay mềm mại nhỏ nhắn của tiểu nha đầu đến gần mình sau đó tỉ mỉ quan sát thấy con bé có vẻ ngoài trong sáng đáng yêu da rẻ trắng trẻo không tì vết lại thêm đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn trông vô cùng lanh lợi càng nhìn càng khiến người ta yêu mến đúng là tiểu nha đầu hợp lòng người nghe nói tính tình cũng tốt chẳng trách hỗn thế ma vương cạnh nàng lại thích con bé đến vậy mặc dù xuất hiện một tiết mục ngoài ý muốn nhưng cuộc gặp mặt kế tiếp của các vị công chúa và thư đồng của mình diễn ra khá là vui vẻ. Đại công chúa Tuyên Thành, nhị công chúa Trang Hoa chỉ tranh nhau hai tháng tuổi, hai người ăn mặc vừa toát lên khí chất cao quý của công chúa Hoàng gia, vừa toát lên vẻ ngọt ngào chỉ thuộc về những tiểu cô nương của tuổi 11. Đặc biệt là ngũ quan tinh tế của nhị công chúa, nàng hành xử đúng mực khiến người ta không thể soi ra bất kỳ khuyết điểm nào lúc cúi chào động tác quyền truyền như nước chảy mây trôi, khiến người ta nhìn mà thích mắt. Điều này cũng bởi vì hiền phi, thân sinh của nhị công chúa là người có yêu cầu khát khe với vấn đề lễ nghi phép tắc, thế nên nàng ấy rất để tâm phương diện điệu bộ của nữ nhi và dạy dỗ con mình hết sức nghiêm khắc. Thư đồng của hai người lần lượt là từ huyền thanh cháu gái của Trung Thư lệnh từ Linh Nho, Bành Ngọc Kỳ Nữ Nhi của An Khang Hồng bốn người này tuổi tác sắp xỉ nhau, Bành Ngọc Kỳ vừa tròn 10 tuổi kém ba người còn lại một tuổi. Hứa quân giao đang bị ngũ công chúa nắm chặt lấy tay cũng phải liếc nhìn các nàng một cái, vì dù sao đời trước từ huyền thanh và Bành Ngọc Kỳ một người làm thái tử phi, người còn lại làm lương đệ của thái tử. Hai người này tranh đấu với nhau bao nhiêu năm, nhưng cuối cùng mọi cuộc tranh đấu của họ đều vì việc thái tử bị phế mà hóa thành công dã tràng. Quả thực khiến lòng người thổn thức. Tam công chúa Nghĩa Thanh 9 tuổi là tỷ tỷ ruột của Ngũ công chúa Tĩnh An, thân sinh của tỷ muội hai người là Mục Quý phi. Nàng đã qua đời sau khi sinh xong Ngũ công chúa không lâu, lúc đó Tam công chúa vừa tròn 3 tuổi được giao cho muội muội ruột của Mục Quý phi là Mục Chiêu Nghi nuôi dưỡng, còn Ngũ công chúa vẫn đang cuốn tã được giao cho Hoàng hậu Đích thân chăm sóc đến nay. Tuy nói Tam công chúa và Ngũ công chúa đều là chị em cùng một mẹ sinh ra, nhưng dung mạo của hai tỷ muội không hề giống nhau. Tam công chúa giống dưỡng mẫu mục chiêu nghi đồng thời là gì của mình hơn, còn mặt mũi của ngũ công chúa lại có nét giống hoàng hậu. Hứa quân giao nghĩ, có lẽ đây chính là ai nuôi con thì con giống người đó, trong truyền thuyết. Chỉ có điều tính tình của ngũ công chúa hoàn toàn trái ngược với tính tình dịu dàng ôn hòa của hoàng hậu, nhưng cũng chẳng biết là con bé giống vị nào gia bình huyện chủ thư đồng của tam công chúa bằng tuổi với nàng ấy cũng không biết có phải nàng hiểu sai hay không nhưng nàng cảm thấy gia bình huyện chủ dường như đang trừng mắt nhìn mình trong ánh mắt còn có cả oán hận hứa quân giao cảm thấy buồn bực cũng không biết mình đã đắc tội với nàng ta lúc nào mà khiến cho nàng ta phải căm thù nhìn mình như thế nhưng nghĩ thì nghĩ vậy chứ nàng cũng chẳng bận tâm Mấy vị công chúa điện hạ trước mặt này nàng còn chẳng sợ ai, thì làm sao có chuyện nàng sợ một huyện chủ nho nhỏ này. Trên thực tế, đại công chúa là người có tính tình nhu nhược, mặc dù nàng ta bụng giá hẹp hòi, nhưng từ trước đến nay luôn là người biết thân biết phận, nhị công chúa là người tự cao tự đại, đặt nặng vấn đề quy tắc, nên nàng ta sẽ không bao giờ chủ động sinh sự. Đời trước, tam công chúa và tứ công chúa không ít lần đối đầu với nàng nhưng chẳng ai chiếm được hời từ trong tay nàng. Một người bị tước đoạt phong hào, người còn lại thì phải dựa vào tâm tình của nàng mới có được chỗ đứng ở nhà chồng. Cho dù đời này vẫn đối địch với nhau thì nàng cũng không cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa, mục đích chính của nàng khi vào cung là để được gần gũi với dự vương, chứ không phải đi tránh đấu với đám nữ tử hoàng thất và quý nữ công hầu. Thư đồng của tứ công chúa Nhiêu Lạc 8 tuổi do Trịnh Quý Phi tự mình lựa chọn. Người được chọn làm thư đồng chính là Trịnh Nhiên Nữ Nhi của Trịnh Quốc Công, cũng chính là cháu gái của Trịnh Quý Phi. Hai chị em họ đang cùng Quốc Công Phu Nhân nói chuyện rôm rà. Mẫu hậu, mẫu hậu. Nếu không còn chuyện gì khác thì Nhi Thần đưa bánh bao nhỏ. Tiểu đường đường đi trước đây à? Ngũ công chúa sốt ruột, vội nói. Hứa quân giao suýt nữa bị sặc nước bọt. Tiểu đường đường, cái tên quỷ quái gì vậy? Chẳng lẽ sau tên bảo nha, giao giao, giờ nàng lại có thêm một cái tên làm người ta sờn gai ốc này nữa sao? Hoàng hậu bật cười, nhẹ nhàng vỗ lên tay con bé, nói. Chớ có ức hiếp tiểu quân giao nhé. Người cứ yên tâm, con sẽ không ức hiếp con bé đâu, trái lại con sẽ đối xử thật tốt với tiểu đường đường yêu thương con bé như muội muội của mình. Ngũ công chúa cam đoan. Hoàng hậu cười gật đầu, nhìn cánh tay Nguyễn Thị đang lưu luyến kéo lấy tay của nữ nhi cũng nhìn ra được vẻ yêu sầu trên gương mặt của nàng ấy. Hoàng hậu thấy vậy không khỏi nhẹ nhàng nói. Đường phu nhân yên tâm. Tuy tính tình của tĩnh an hơi tùy tiện, nhưng con bé vẫn phân biệt gió nặng nhẹ, và lại con bé thật sự rất thích tiểu quân giao thế nên ta tin rằng hai đứa sẽ chung sống hòa thuận với nhau và vì tiểu quân giao còn nhỏ tuổi nên ta sẽ để cung nhân theo sát chăm sóc con bé hoàng hậu đã nói như vậy nguyễn thị cũng chẳng còn gì phải lo lắng nữa nàng nhìn ngũ công chúa vừa dắt tiểu nha đầu cười hê hê rời đi đã có công nữ vội vàng theo sau hầu hạ hứa quân giao vô cùng xúc động khi được trở về hoàng cung nàng đi theo ngũ công chúa mà chẳng thèm ngoái đầu một cái trong nháy mắt đã bỏ rơi Nguyễn Thị ở phía sau, làm cho Nguyễn Thị không nén được chua xót. Con nhóc vô tâm này, có bạn mới là không thèm nương ngay. Hứa quân dao đi theo ngũ công chúa trên con đường vừa quen thuộc vừa xa lạ. Cây tùng phía đông bắc còn chưa trưởng thành, cành lá không xung xuê um tùm như sau này, phía tây bắc cũng chưa có đầm sen, còn có phía đông. Nàng cảm thấy trong lòng mình có một loại cảm giác không nói nên lời. Người đời đều nói ngày tháng tựa như tiễn, nhật nguyệt như thoi đưa, nhưng tiễn và thoi của nàng dường như đều đi sai phương hướng. Ngũ công chúa không biết lòng nàng đang phiền muộn, nàng ta hết sức phấn khởi mà nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, vui vẻ nói, tiểu đường đường, muội không cần sợ, có bản công chúa ở đây sẽ không để ai ức hiệp muội đâu. Ta nói muội nghe nè, trong cung của ta có rất rất nhiều đồ tốt nha, tí nữa ta lấy cho muội xem hứa quân dao cảm thấy mình nên đấu tranh cho tên gọi của mình, vì thế khuôn mặt bé nhỏ trở nên vô cùng nghiêm túc, dõng dạc nói. Muội không phải tiểu đường đường, muội tên là quân dao. Được nha, tiểu đường đường, ta biết rồi. Ngũ công chúa vui vẻ tiếp thu ý kiến. Tên của muội không phải tiểu đường đường, tên muội là quân dao, quân, dao. Gương mặt nhỏ nhắn càng thêm nghiêm lại, giọng nói cũng nhấn mạnh hơn ta biết rồi mà, tiểu đường đường tên là quân giao. Đến rồi, đến rồi. Tiểu đường đường đây là chỗ ở của ta, sau này muội cũng có thể chuyển đến đây ở với ta, còn có thể ở chung một phòng với ta nữa đó. Ngũ công chúa cười tít mắt nắm tay nàng đi thật nhanh về chỗ ở của nàng ta. Hứa quân giao thầm nghĩ, liệu có bao nhiêu khả năng nếu nàng cố chấp sửa cái tên, tiểu đường đường, khiến người ta buồn nôn ra khỏi đầu tâm trí của ngũ công chúa chỉ cần nàng nhớ tới đủ loại chuyện ương ngành của ngũ công chúa ở đời trước đã khiến nàng lặng lẽ từ bỏ rồi. Thôi vậy, bản cung không chấp nhặt với trẻ nhỏ. Tụ phúc trai mà ngũ công chúa ở gần nhất cung phượng tào nhất, vào sinh nhật tròn 6 tuổi nàng đã quấn lấy hoàng hậu đòi truyền vào đây. Ban đầu hoàng hậu không đồng ý, nhưng vì bị nàng quấn lấy cả nửa tháng nên cuối cùng đành phải chiều theo ý nàng. Bước nhanh vào cổng của cung tụ phúc, Hứa quân dao lại bị ngũ công chúa nắm tay chạy trên hành lang, sau khi hai người chạy qua một căn phòng nhỏ, đập vào tầm mắt của hứa quân dao lúc này chính là một cây quýt mê người. Thấy thế nào, thấy thế nào? muội thấy chỗ này có tốt không? Ta nhìn chúng nó lâu lắm rồi, sau đó vất vả lắm mới thuyết phục được mẫu hậu đồng ý cho ta chuyển đến đây. muội xem, muội xem, chỗ này còn có cây lựu, đợi đến lúc quả chín chúng ta có thể ngồi dưới tán cây vừa hái vừa ăn muội nói xem có phải rất tốt không? Cuối cùng ngũ công chúa cũng tìm được người để chia sẻ niềm vui, nàng ta cười đến nỗi lông mày cong cong, nụ cười ấm áp như nắng mặt trời. Hứa quân dao bất giác bị cuốn hút bởi nụ cười của nàng ta, cánh môi nàng mím lại làm lộ ra hai cái lúng đồng tiền duyên dáng. Ây Ây Ây! Ngũ công chúa nhịn không được ôm mặt thét lên một tiếng chói tai, dọa hứa quân dao sợ mất mật lúc nàng còn đang không hiểu tại sao nàng ta lại đột nhiên kích động như vậy thì ngũ công chúa đã nhào về phía nàng rồi vươn món tay dí vào lúm đồng tiền bên má nàng. Nhưng vì hứa quân giao giật mình nên lúm đồng tiền lại quay về trạng thái ban đầu ngón tay của ngũ công chúa dí vào khoảng không. Tiểu đường đường, cười tiếp đi, cười một cái đi mà. Ngũ công chúa không thể dí vào lúm đồng tiền, không cam lòng nói. Hứa quân giao quay mặt đi, không chốt khách khí từ chối không bản công không phải đồ chơi của ngươi cười đi mà cười một cái thôi để ta dí vào một cái là được chỉ một cái thôi ngũ công chúa mẻ nheo nói hứa quân giao bỏ chạy ngũ công chúa đuổi phía sau nàng vừa đuổi vừa gọi tên nàng như thể gọi hồn tiểu đường đường tiểu đường đường hứa quân giao xém nữa không nhịn được mà tìm đồ chặn mồm nàng ta lại giờ này phút này rốt cuộc nàng cũng cảm nhận được cảm giác ngày hôm đó của Nguyễn Thị khi bị mình đeo bám. Nàng lần trốn khắp nơi, hăng say đến nỗi không để ý đến bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt, lúc nàng phát hiện ra thì đã quá muộn, nàng và người đến đâm sầm vào nhau, ngã dập mông xuống đất. Tiểu đường đường, muội không sao chứ? Sao lại ngã được? Triều Nguyên Hữu, Huynh đột nhiên chạy vào đây làm gì? Nhìn xem Huynh đụng ngã tiểu đường đường rồi đấy. Ngũ công chúa vội vàng tiến lên ôm nàng dậy, sau đó quay ra trách người vừa đến. Lúc này hứa quân giao mới biết người đến chính là hoàng đế phu quân của mình đời trước. Ánh mắt nàng sáng rực lên, giả bộ chỉnh lại quần áo, tóc tai một cách lơ đãng, sau đó dịu giọng gọi đối phương. Điện hạ. Ánh mắt dự vương cũng sáng lên, ta nhận ra ngươi, ngươi tên là Bảo Nha. Hứa quân giao hài lòng khi thấy hắn vẫn nhớ rõ mình, nàng nhìn hắn nở một nụ cười ngọt ngào. Trong lòng của ngũ công chúa lập tức gióng lên hồi chuông cảnh báo khi nhìn thấy nụ cười tươi rói rói của hứa quân giao và gương mặt vui sướng của hoàng huynh. nàng ta vội vàng kéo tiểu nha đầu về phía sau mình, tức giận chừng mắt nhìn hoàng huynh chỉ lớn hơn mình mấy tháng. Tiểu đường đường là của muội, là thư đồng mà phụ hoàng tìm cho muội. Huynh không được có ý đồ gì với muội ấy. Ta không có. Dự vương cảm thấy oan ức khi bị hoàng muội đề phòng như kẻ trộm. Biết rồi, biết rồi. Huynh mau đi, mau đi đi. Bây giờ muội đang bận không có thời gian tiếp đón huynh đâu. Ngũ công chúa bất chấp tất cả dục hắn rời đi. Lúc này trong lòng nàng ta chỉ có một ý định đó là không thể để hoàng huynh ở lại mê hoặc mất bánh bao nhỏ của mình. Mặc dù hứa quân giao có ý muốn cùng, hoàng đế phu quân tương lai, ở chung nhiều hơn để bồi đắp tình cảm, nhưng nàng cũng không quá nóng lòng. Dù sao bây giờ nàng cũng đã vào cung, mà Ngũ công chúa và Dự vương là hai huynh muội có quan hệ thân mật nhất, sau này nàng còn rất nhiều cơ hội. Tiểu Đường Đường, ta nói muội nghe nè, Ngũ hoàng huynh xấu lắm, huynh ấy lúc nào cũng thích nắm bím tóc của các tiểu cô nương, huynh ấy còn thích cướp đồ của người khác. Sau này muội mà gặp huynh ấy nhớ phải tránh đi thật xa nha nếu không nhất định sẽ bị huynh ấy bắt nạt, biết chưa? Sau khi tiễn được dự vương đi, ngũ công chúa bắt đầu tẩy não tiểu nha đầu. Hứa quân dao nhìn nàng ta đầy kỳ dị. Ngũ công chúa xem không hiểu sắc mặt của nàng, nàng ta vẫn dồn hết sức bôi đen huynh trường, và thề rằng sẽ chặt đứt mọi khả năng của mất tiểu nha đầu của Hoàng Huynh. Nói về tên người hầu đã đồng ý giúp phương tỷ chuyển đồ cho mặc nhiên, hắn ta quả thực là người nói được làm được. Nhân lúc rảnh rỗi hắn cầm chiếc hộp gỗ của Hạ Thiệu Đình đi tìm Mặc Nhiên. Vừa đi qua cổng vòng cung, hắn ta gặp ngay hưng ca của đại phòng đang chạy tới. Tên Tùy Tùng vội vàng khom người tránh sang một bên. Trên tay ngươi cầm cái gì thế? Hưng ca dừng lại hỏi. Đây là đồ của một thằng bé nhờ nô tài chuyển cho tứ công tử và tam cô nương. Tên người hầu đáp lời. Hưng ca vừa nghe thấy mang đến cho hai tên làm người ta chán ghét kia, ánh mắt hắn chợt lóe lên tia hung ác, đưa tay ra. Đưa đồ đây, ta đưa cho bọn họ. Tên người hầu ngờ vực, nói. Việc này, nhanh lên. Hưng ca không vui trợn mắt nhì hắn ta. Tên người hầu không dám nhiều lời, hắn ta cung kinh đưa hộp gỗ cho Hưng ca. Nhưng rốt cuộc đã được người ta nhờ vả nên hắn cũng cảm thấy không yên tâm, vội nhờ người khác truyền lời cho Bích Văn nói rằng sáng sớm nay có một vị tiểu cô nương dẫn theo đệ đệ tới cổng nhà đưa quà cho tứ công tử và tam cô nương, sau đó món quà đó đã được đại công tử truyền giúp, vân vân. Bích Văn vừa nghe đã biết hai tỷ đệ đó chính là Phương Tỷ và Hạ Thiệu Đình. Sau khi lấy được hộp đồ, Hưng ca mở ra nhìn, hắn thấy bên trong đặt một búp bê may mắn bằng gốm, một con hồ vải được gia công tinh xảo đẹp đẽ, Hưng ca hư một tiếng, hắn ta dùng hòn đá đập mấy cái vào búp bê gốm, làm nửa người con búp bê bị đập vỡ tan tành. Hắn cầm lấy con hổ vải, vứt nó xuống đất nhẫm mấy cái. Sau khi làm xong mấy cắt búp bê gốm đã bị vỡ một nửa và con hổ vải bẩn thỉu vào trong hộp, sau đó hắn ta ném cho thị nữ tiểu chi đang đi ngang qua để nàng ta mang đến tam phòng. Hắn ta hừ mạnh một cách bất mãn khi thấy thị nữ già một tiếng ôm chiếc hộp rời đi còn nhà đầu đáng chết đừng nghĩ rằng vào được cung thì giỏi lắm ta còn lâu mới sợ ngươi sau khi nguyễn thị từ trong cùng trở về thì liên tục canh giờ đến giờ đón nữ nhi nàng vội vàng phân phó thị nữ đứng ngoài cửa cung nàng sốt ruột chờ đợi chừng nửa tiếng cuối cùng cũng nhìn thấy nữ nhi của mình nguyễn thị lo lắng kiểm tra khắp người nữ nhi một lượt thấy khuôn mặt con bé ửng hồng quần áo trên người vẫn gọn gàng sạch sẽ, thì mới nhẹ nhàng thở ra và tin rằng trên người nữ nhi không có vết thương nào. Công chúa Điện Hạ đối xử với con tốt không? Nguyễn Thị ôm nữ nhi vào lòng, dịu dàng hỏi. Tốt không á? Hứa quân giao nhíu mày suy nghĩ, trừ hơi lố và nhiệt tình thái quá khiến người ta không chịu nổi. Thêm nữa, lúc nào nàng ta cũng lải nhải bên tai nàng nói ngũ hoàng huynh cái này không tốt, cái kia không tốt, thấy hắn không nên đến gần ra, còn lại coi như cũng không tệ. Nghĩ như thế, nàng bèn gật đầu, trả lời dứt khoát. Tốt à. Nguyễn Thị quan sát nét mắt của nữ nhi thấy không có chút gượng gạo nào mới tin con bé nói lời thật lòng, cuối cùng nàng thở dài một hơi. Tứ cô nương, sáng sớm nay Phương Tỷ và Đình Ca đến phủ tặng đồ cho người và tứ công tử. Bích Văn cầm hộp gỗ của Hạ Thiệu Đình bước vào phòng cho ta sao?" Hứa Quân Dao vừa nghe liền vui ra mặt. Không ngờ thiếu niên ánh trắng lại tặng quà cho nàng. "Không được, không được. Nàng phải nâng niu nó như châu báu mới được, đợi sau này." Nhưng khi nàng nhìn thấy món đồ ở bên bên trong thì nụ cười lập tức đông cứng lại. "Con hồ vải này chắc là tặng cho tiểu đường đại nhân, còn con búp bê may mắn bị vỡ một nửa này mới là tặng cho mình." "Nhưng mà" Là ai? Là ai đã làm hỏng nó? Ánh mắt nàng bỗng nên nên lạnh lẽo, đặc biệt là sau khi nhìn thấy dấu giày trên thân con hồ vải, ánh mắt nàng càng lạnh lẽo hơn. Ai hea, sao thế này? Sao lại hỏng rồi? Bích Văn vừa nhìn thấy cũng bị dọa sợ, lại sợ tiểu cô nương sẽ hiểu lầm mình làm hỏng, nên vội nói. Không liên quan đến nô tỳ nha, lúc tiểu chi đưa cho nô tỳ, nô tỳ lập tức cất cẩn thân trong phòng chưa động đến bao giờ. Tiểu chi là ai? Hứa Quân giao cố nén cơn giận giữ hỏi. Tiểu chi là nha đầu phụ trách tưới nước, bắt sâu trong vườn. Trưa nay nàng là người đưa đồ cho nô tỳ, nàng nói đại công tỳ bảo nàng đưa đến. Đúng lúc sáng nay bên Mặc Nghiên cũng sai người tới truyền lời, nói rằng Phương tỷ và Đình ca mang đồ đến tặng tứ công tử và Tam cô nương, đồ đá đưa cho đại công tử bây giờ kết hợp hai chuyện này lại còn không phải chính là chiếc hộp mà Tiểu Chi mang đến này sao? Hưng ca, hứa quân giao bắt được điểm mấu chốt trong lời nói của Bích Văn, nàng suy nghĩ một lúc đã hiểu rõ ngọn ngành. Ngay sau đó, lửa giận của hứa quân giao bốc lên ngút trời, thoát cái trong đầu nàng đã nghĩ ra hàng trăm cách để giết chết Hưng ca nhưng lại nghe thấy âm thanh dịu dàng ấm áp của Nguyễn Thị từ gian ngoài truyền tới nên đành phải miễn cưỡng dập tắt sự tàn độc của mình. Nhưng rốt cuộc cơn tức giận trong lòng cũng khó mà nguôi ngoai được. Nàng không nhịn được bèn chạy vào gian phòng phía đông tìm mấy cây roi mà nàng tự tay làm bị Nguyễn Thị giấu sau cái tủ. Hứa quân dao cầm lấy một cái rồi lao nhanh ra ngoài trong tiếng kêu kêu của Nguyễn Thị. Sao con bé biết ta giấu đồ ở trong đấy? Nguyễn Thị sừng sốt nàng vừa mới vào phòng nên không nghe thấy cuộc đối thoại giữa nữ nhi và Bích Văn. Hứa quân dao bỏ ngoài tai tiếng kêu của mẫu thân, nàng chạy một mạch đến đại phòng, nhưng mới đi đến vườn đã gặp ngay Hưng ca đang cãi nhau với Diệu ca. Hứa quân dao lập tức lao đến, dùng roi chỉ vào Hưng ca và hỏi. Ta hỏi ngươi, có phải ngươi làm hỏng búp bê may mắn và con hồ vải không? Là ta thì sao nào? Lần tới ta mà còn thấy nó thì vẫn đập tiếp. Diệu ca sợ ngươi chứ ta thì còn lâu." Hưng ca liếc nhìn nàng một cách khinh thường. Năm nay hắn đã 9 tuổi rồi, cũng đã cao lên rất nhiều. Hắn cảm thấy mình cũng rất mạnh, nên hoàn toàn không kiêng dè gì con bé trước mắt này. Nhưng Diệu ca thì hoàn toàn ngược lại, thằng bé mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng vừa nhìn thấy cái roi trong tay của tiểu nha đầu đã không nhịn được mà run lên, vô thức lùi mấy mấy bước. Được lắm. Ít ra cũng là một kẻ dám làm dám nhận. Hứa quân dao tức phát cười, nàng hư một tiếng khi nhìn thấy Hưng ca đang đắc ý nhìn mình, tay nàng vung lên theo sau là tiếng, vút, giòn giã, cây roi trong tay quất thẳng về phía Hưng ca. Hưng ca không ngờ rằng con bé nói đánh là đánh, hắn đau đến nỗi nhảy cẫng lên. Lúc hắn đang định quay ra mắng thì hứa quân dao đã vung roi tiếp theo, lần này hắn vẫn tránh không kịp, cả người hứng chọn một roi tuy lực của tiểu nha đầu không lớn nhưng quật lại tương đối chính xác hơn nữa bị một chiếc roi vừa mềm vừa dẻo đánh quật chúng người làm sao không đau cho được nỗi đau da thịt này không phải thứ mà hắn có thể chịu đựng nổi con danh chết tiệt mày dám đánh tao một ngày nào đó bố mày sẽ xé xác mày ra hưng ca vừa đau vừa tức vốn hắn định kéo roi của nàng nhưng không cách nào tóm được chiếc roi vừa mềm mại mà ác liệt lại trung thành biết nhận chủ này Cuối cùng điều duy nhất mà hắn có thể làm là vừa chạy vừa chửi ầm lên. Không cần đợi ngày nào đó, hôm nay ta sẽ xé xác ngươi. Hứa quân dao căm hận vô vùng, hắn đã làm hỏng món quà đầu tiên mà thiếu niên ánh trăng tặng cho mình, có lẽ đó cũng chính là món quà duy nhất mà mình được đối phương tặng. Càng nghĩ nàng càng nắm chặt roi trong tay, đuổi theo bóng dáng đang chạy trốn tứ phía. Hưng ca vốn nghĩ mình lớn tuổi hơn hứa quân dao cho dù hắn không thể chống lại vũ khí của đối phương thì hắn vẫn có thể dễ dàng bỏ chạy. Ai ngờ đâu một tiểu nha đầu thấp bé, chân ngắn tủn lại có thể chạy sát theo sau mình mà không bị tụt lại phía sau. Hắn hoảng hốt. Sao con danh chết tiệt này chạy nhanh thế nhỉ? Nhưng hứa quân dao hoàn toàn không cho hắn cơ hội để lấy hơi. Nàng đuổi sát theo hắn roi quật liên tục, vút vút vút, mỗi lần vung roi đều nhắm vô cùng chính xác từng phát từng phát quật chúng người hắn ta làm cho hưng ca đau đến nỗi kêu lên oai oái cũng không dám nói nhiều mà chỉ dốc sức bỏ chạy hắn vốn là đứa con được chiều chuộng hết mực trong vấn đề ăn uống lý thị không hề kiểm soát khẩu phần ăn của hắn khiến hưng ca nặng hơn hẳn những đứa trẻ cùng trang lứa thêm nữa ngày thường hưng ca có thể ngồi thì không bao giờ đứng có thể nằm thì không bao giờ ngồi làm cho cơ thể ngày càng béo núc béo nít chạy chưa được mấy bước đã thở hồng hộc. Hứa quân giao đuổi kịp hắn ta, nàng hung hăng vung roi trong tay ra sức quất từng roi một lên người đối phương. Muốn chạy ư? Năm đó ngươi có thể chạy thoát khỏi roi rắn chết trong tay bản cung, lần này bản cung sẽ dạy ngươi biết thế nào là lợi hại. Xưa này bản cung không cho phép mình vấp ngã hai lần ở một chỗ. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn